Và tuần trước thì đã xong cái phần về từ rồi ạ. Dạ, tuần này sẽ bắt đầu làm bài tập của từ. Vậy con dặn luôn một chút về cái bài giữa kỳ. Bài giữa kỳ thì sẽ cấu trúc là có chính tả, có từ. Và trong từ này thì sẽ có hai phần. Một phần là sửa lỗi dùng từ. Phần thứ hai là sẽ là định nghĩa dùng từ, định nghĩa một cái nghĩa biểu vật của một từ. Và trong cái phần từ này thì bởi vì 90 phút cho nên con sẽ cho rất là dài. Vì không có cái phần văn bản, bởi vì phần văn bản thì 90 phút thì nó lại phù hợp. Còn nếu như chỉ có chính tả và từ không, 90 phút thì nó quá thừa giờ. Cho nên con sẽ cho rất là dài, cái đề nó sẽ là có hai mặt. Cho nên thầy cô cố gắng làm và làm luôn trong đề. Sẽ thu lại đề của thầy cô và không có làm ở trên giấy thi ạ. Và ở trong cái phần thi giữa kỳ, nếu như hôm nay làm xong cái phần về từ thì đến tuần sau các thầy cô sẽ nghỉ, và tuần sau nữa sẽ bắt đầu qua cái phần câu. Dạ, phần câu này thì sẽ không thi ở trong giữa kỳ, sẽ là thi ở cuối kỳ. Vậy thì đến cái tuần sau các thầy cô nghỉ, đến tuần sau nữa thì con sẽ gửi bài cho các thầy cô ôn để tuần tiếp, tuần thứ bảy thì các thầy cô sẽ thi ạ. Và 90 phút lấy 50% số điểm. Thì phần này các thầy cô cũng thi nhẹ nhàng thôi, phần về chính tả và dùng từ. Còn thi giữa kỳ các thầy cô sẽ thi đều giữa các phần luôn, nhưng mà mỗi phần nó sẽ ít lại, ngắn lại. Về cấu trúc của đề cũng chính tả, từ, câu và văn bản. Nhưng đó là giữa cuối kỳ, còn giữa kỳ thì cô chỉ thi có chính tả và từ. Nhưng đề nó sẽ rất là dài. Nhưng mà bởi vì câu nó dài cho nên cái đề nó phải dài, chứ nội dung thi nó không có nhiều. Nên khi theo cầm đề trong tay thì cô đừng có hoang mang. Đề nó sẽ hai mặt kín hết luôn, nhưng mà nó sẽ không mất nhiều thời gian để cho các thầy cô làm. Còn đề cuối kỳ nó ngắn, nhưng mà thầy cô mất rất nhiều thời gian để viết một cái văn bản hoàn chỉnh. Cho nên thấy ngắn nhưng mà không phải là ngắn, còn thấy dài, thật ra không quá khó. Cho nên thầy cô cứ yên tâm ạ. Còn về phần bài tập này thì con sẽ chấm cho các thầy cô. Nếu như các thầy cô từ 8, 9, 10 thì các thầy cô sẽ được cộng ở trong cái điểm giữa kỳ. Dạ. Còn trừ khi các thầy cô, cái bài các thầy cô dạ, từ 7 trở xuống thì bài đó sẽ không được cộng ở trong cái giữa kỳ. Dạ, chỉ là được cộng ở trong cái điểm chuyên cần, chứ không có được cộng ở trong điểm giữa kỳ. Dạ. Về phần dùng từ thì trước khi qua bài mới thì con xin nhắc lại một chút xíu nội dung thông tin các thầy cô nắm. Về từ thì các thầy cô nắm cho được từ là gì và nó có bao nhiêu loại từ ở trong cái cấu tạo. Từ là một cái đơn vị nhỏ nhất có nghĩa và nó có khả năng hoạt động độc lập để tạo thành câu. Từ được cấu tạo từ tiếng. Và từ dựa vào tiếng thì sẽ có những loại từ: từ đơn, từ phức. Từ đơn là từ được cấu tạo từ một tiếng thì gọi là từ đơn. Từ phức là từ được cấu tạo từ hai tiếng trở lên là từ phức. Trong từ phức thì chia thành từ lấy và từ ghép. Và còn một loại nữa, nếu các thầy cô đọc các giáo trình hiện đại bây giờ thì sẽ có một cái loại thứ ba ở trong cấu tạo từ, đó là từ ngẫu kết hay gọi là ngẫu hợp. Ngẫu kết là sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các tiếng, chứ nó không có mối quan hệ ngữ âm giống như từ lấy, không có mối quan hệ về nghĩa như từ ghép. Đây là một sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các yếu tố tiếng với nhau để hợp thành một nghĩa. Và trong từ lấy thì nếu dựa vào số lượng tiếng thì có từ lấy 2, lấy 3 và lấy 4. Còn nếu dựa vào yếu tố lặp lại của ngữ âm thì có, đây là một cách để mà phân loại. Cách thứ hai, dựa vào cái số, cái yêu cầu, cái đó yếu tố mà lặp lại thì có lấy vần, lấy âm và lấy hoàn toàn. Thì trong từ lấy này các thầy cô chú ý cái phần lấy 2, lấy 3 và lấy 4. Ở trong phần này con có một câu nhỏ trong cái phần từ, là một là các thầy cô sẽ tìm cho con ít nhất là 3 từ lấy 2, 3 từ lấy 3 và 3 từ lấy 4. Dạ, đó là một cái câu ở trong cái phần từ các thầy cô bổ sung bữa trước và con không có dặn các thầy cô. Ở phần này các thầy cô về tự làm, bởi vì các thầy cô sẽ cho con 3 từ lấy 2, 3 từ lấy 3 và 3 từ lấy 4.
thì lấy đôi hay lấy hai là lặp lại giữa hai tiếng, còn lấy ba thì có ba tiếng, và lấy tư thì có bốn tiếng. Lấy tư, cơ chế hình thành của nó dựa vào lấy hai. Ví dụ từ lấy hai có từ lóng lánh thì lấy tư sẽ có là lóng la lóng lánh. Dạ, cái cơ chế tạo thành của nó rất là dễ ạ. Dạ, đó là cái cơ chế để tạo thành từ lấy đôi sang lấy tư. Còn từ lấy ba thì nó cũng cơ chế là một yếu tố gốc. Ví dụ như từ sát, một yếu tố gốc nó sẽ đưa cái sự lấy này ra và đưa cái đối tượng gốc này đến một cái điểm là tuyệt đối của cái việc là sắc thái hóa của nó. Ví dụ sát đến nỗi là sát sàng sạc, hoặc là từ khít khít khình khịch, ví dụ như là tẻo tèo tèo, cái gì đó mà nó làm đưa cái tiếng gốc này nó lên một cái đỉnh điểm cao gọi là tuyệt đối, thì sẽ tạo nên một cái từ lấy ba. Còn từ lấy tư, cơ chế tạo của nó từ lấy hai, vậy thì cô sẽ tạo lên cái lấy của lấy tư. Ví dụ như từ vớ vẩn thì có vớ va vớ vẩn, để làm cái yếu tố này có từ lấy tư. Và khi sử dụng cái yếu tố trong lấy tư, các thầy cô chú ý, thường thì cái màu sắc của lấy tư nó không được tích cực cho lắm. Ví dụ như nhí nhảnh hay là, nhưng khi mà qua đến lấy tư thì nhí nha nhí nhảnh thì mang màu sắc không có được tích cực cho lắm. Vậy trong cái quá trình sử dụng từ cũng vậy, ví dụ nói từ nhí nhảnh không thì bình thường, nhưng mà nói nhí nha nhí nhảnh, hoặc là từ vớ vẩn hoặc vớ va vớ vẩn, thì cái yếu tố sắc thái hóa của nó rất là cao, và thường là mang yếu tố là tiêu cực nhiều hơn là tích cực. Vậy đó là cái thầy cô về dự tìm giúp cho con ít nhất là ba từ lấy hai, ba từ lấy ba và ba từ lấy tư. Các thầy cô sẽ có một câu ở trong cái phần đề thi giữa kỳ ạ. Còn phần này đề thi cuối kỳ thì không có. Còn vấn đề đó là từ lấy, còn từ ghép ạ. Từ ghép và từ ngẫu kết. Trong từ ghép này thì thầy cô phân biệt cho con được hai loại: đẳng lập và chính phụ. Đẳng lập và chính phụ. Ở trong từ ghép đẳng lập thì các thầy cô sẽ phải phân biệt như thế nào là đẳng lập, và nghĩa là hai yếu tố này có mối quan hệ đồng nhất là bằng nhau. Ví dụ như quần áo, sách vở. Sách vở là mối quan hệ đẳng lập giữa yếu tố sách và vở. Khi nó thành một yếu tố chính phụ thì nó sẽ là quyển sách và quyển vở. Vậy cơ chế tạo lập của cái từ ghép đẳng lập và chính phụ, đẳng lập thì nó chỉ một đối tượng chung chung, nghĩa của nó là nghĩa tổng hợp giữa có nhiều yếu tố hay là nhiều sự vật hiện tượng. Mưa gió, vậy thì có giữa có mưa và có gió. Hoặc là nhà cửa thì nói nhà cửa chung chung chứ không phải nói một cái nhà hay là một cái cửa. Hoặc là vườn tược thì nói những cái vườn nói chung chứ không có một cụ thể một cái vườn nào cả. Hoặc là xe cộ thì xe cộ cũng là một từ ghép để chỉ chung về tất cả các loại xe chứ không phải là xe máy, xe hơi, xe đạp, không có chỉ về cụ thể gì cả. Vậy ở trong cái từ ghép đẳng lập thì cơ chế của nó được hình thành bằng cách là ghép giữa các yếu tố có mối quan hệ bình đẳng với nhau. Từ ghép đẳng lập thì cơ chế của nó là mối quan hệ bình đẳng. Còn từ ghép chính phụ, cơ chế của nó là mối quan hệ là dị biệt hay gọi là cá thể hóa. Phần này con chỉ nhắc lại để mai mốt có thầy cô đi thi để cho nó làm bài cho chính xác thôi. Chính phụ để là cá thể, nhằm để chỉ một cá thể hay một đối tượng cụ thể nào đó mà thôi. Ví dụ như nhà cửa thì có cái nhà và có cái cửa. Vậy từ ghép đẳng lập thì sẽ sinh ra được hai từ ghép chính phụ, cái nhà hoặc là cái cửa, hoặc là mưa với gió. Đó là những cái yếu tố cá thể hóa nó hay gọi là dị biệt ở trong cái từ ghép chính phụ. Và trong từ ghép ngẫu kết là sự kết nối ngẫu nhiên. Ví dụ như từ bồ hống, nó không phải một loại bồ nào cả mà nó là bồ hống. Hai yếu tố này không tách ra, và khi tách ra không có yếu tố nào là độc lập được. Vậy hai yếu tố này muốn hiểu được nghĩa nó phải gộp chung với nhau. Hoặc là từ cà phê, nó không phải một loại cà mà là cà phê. Đây là một cái chỉ về một đối tượng, và nó được đọc như thế này là do phiên âm từ cái ngôn ngữ là từ vay mượn coffee chuyển sang tiếng Việt gọi là cà phê. Bồ hống hoặc là bồ hòn, bồ hòn cũng vậy. Hoặc là sofa, xà phòng,
Những yếu tố đó muốn hiểu được phải tập hợp giữa hai yếu tố, tách ra không yếu tố nào chính và không yếu tố nào phụ cả. Nếu như trong chính phủ thì tách ra có một yếu tố chính và một yếu tố phụ. Ví dụ như là nhà cửa thì có một yếu tố chính là của từ chính phủ là cái nhà hoặc là cái cửa, thì đây là chính và đây là phụ. Nhưng ở trong cái từ ngẫu kết thì không yếu tố nào chính và không yếu tố nào phụ. Hai yếu tố này không có nghĩa, nhưng khi kết hợp với nhau thì nó mới có nghĩa, thì gọi là từ ngẫu kết. Và trong phần này các thầy cô sẽ phân biệt cho con ba loại, và con sẽ cho một loạt những từ. Dạ, con ví dụ như thế này cho các thầy cô rõ. Dạ, bây giờ con sẽ cho không nhiều như thế này đâu không ạ. Đây là tư liệu thôi. Con sẽ cho khoảng 20 từ, và thầy cô sẽ tách ra từ ghép, từ lấy. Và trong từ ghép thì các thầy cô phân loại cho con từ ghép chính phủ và đẳng lập. Vậy có từ ghép chính phủ, có từ ghép đẳng lập, có từ lấy và có từ ngẫu kết ạ. Có cả cái từ ngẫu kết ở đây nữa. Dạ, để con nói để con khỏi sửa trong đây ạ. Dạ, cả từ ghép ngẫu kết thì con ví dụ ạ. Ví dụ mến phục thì đây là từ chính phủ hay đẳng lập ạ? Dạ, đẳng lập. Rau cỏ, dạ đẳng lập luôn ạ. Xinh đẹp, dạ dạ thôi từ đó bỏ qua ha. Dạ, từ xa tít, đẳng lập hay chính phủ ạ? Dạ chính phủ ạ, chỉ nói về một hiện tượng thôi ạ. Mát rượi, dạ chính phủ luôn ạ. Thợ bạc, thợ mai là cũng là dạ chính phủ. Nho nhỏ là gì ạ? Dạ từ lấy ạ. Rồi nhỏ nhoi ạ, dạ từ lấy luôn ạ. Khôn khéo, dạ tan tóc, dạ từ thôi ghi ạ, từ lấy ạ. Chiều chuộng, dạ chiều chuộng thì không phải là từ lấy đâu ạ. Dạ chiều chuộng là từ ghép gì ạ? Dạ đẳng lập á. Dạ từ ghép đẳng lập, vừa chiều mà vừa chuộng ạ. Dạ rồi đỏ rực, đỏ rực chắc chắn không phải từ lấy rồi. Dạ từ ghép chính phủ ạ. Bí đao, dạ chính phủ luôn ạ. Bầu bạn, bầu bạn. Dạ đẳng lập, nghĩa của nó chung chung ạ. Mịt mù, mịt mù là từ lấy ạ. Tuổi tác, dạ không lấy đâu ạ. Dạ đó là từ ghép ạ. Ghép gì ạ? Dạ không phải chính phủ đâu ạ. Dạ đẳng lập nói về tuổi nói chung ạ. Tuổi tác nói về chung ngày tháng năm sinh, nói về chung một cái tuổi. Tuổi tác là một cái từ dùng để mà chỉ một cái đối tượng chung chung, không có rõ. Cây cối ạ, dạ đẳng lập ạ. Tiều tụy ạ, tiều tụy ạ. Trong anh ta rất là tiều tụy. Dạ không phải ngẫu kết ạ. Dạ từ lấy ạ. Đổi chát ạ, đẳng lập hay chính phủ ạ? Dạ đẳng lập ạ. Nước ngọt là chính phủ ạ. Cá vàng là chính phủ. Gậy có dạ gậy gộc ạ. Dạ đẳng lập ạ. Đền đài ạ. Dạ không ạ. Đền đài là gì ạ? Dạ đẳng lập ạ. Nhún nhảy, dạ nhún nhảy ạ. Đẳng lập hay là dạ đẳng lập ạ. Dưa leo, trời chùa chiền ạ. Chùa chiền ạ. Dạ đẳng lập chứ không phải lấy đâu ạ. Vô tình nó chờ chờ chứ thật ra nó không lấy đâu ạ. Dạ rồi rất là nhiều từ khác nữa. Ở trong đây con đã bỏ qua một cái loại từ là ngẫu kết. Nếu như các thầy cô gặp một số từ như sau, đó là loại ngẫu kết. Ví dụ như từ cu ly, từ cà phê, từ xà phòng, từ sofa, rồi đùi ươi, đùi ươi, bồ hòn, bồ hóng ạ. Những cái từ này ạ, thì đó là những dạng ngẫu kết. Và đa phần ngẫu kết là những từ vay mượn à, và 90% là từ vay mượn. Ví dụ từ đùi ươi thì không phải là từ vay mượn, là từ thuần Việt, nhưng nó cũng là dạng ngẫu kết dạ, chứ không phải là từ lấy đâu ạ. À, vậy khi đi thi các thầy cô sẽ gặp khoảng 20 từ, và các thầy cô sẽ nhóm lại mỗi một loại là 5 từ. Từ lấy trong đó có con có cho 5 từ, từ ghép chính phủ có 5 từ, từ ghép đẳng lập có 5 từ, và từ ngẫu kết có 5 từ. Những từ thầy cô sẽ rất là quen thuộc. Rồi đến cái phần đó là phần từ, về phần từ và phân loại từ. Đến phần thứ hai khi các thầy cô làm bài, sẽ có một loại là các thầy cô sẽ định nghĩa cho con về nghĩa biểu vật. Con chỉ hỏi đến nghĩa biểu vật, con chưa hỏi đến nghĩa biểu niệm ạ.
Thứ hai là từ, và sẽ liên quan đến cái phần khái niệm hay là biểu niệm hoặc là điểm biểu vật. Ở trong từ này con chỉ cho các thầy cô mới làm, con giúp cái phần nghĩa biểu vật, xác định nghĩa biểu vật. Phần này đáng lý ra con định không cho trong cái hệ từ xa, nhưng mà nếu không cho như vậy thì chẳng khác nào con nói có thầy cô học không bằng hệ chính quy, cho nên con cho cùng với cấu trúc đề của hệ chính quy luôn ạ. Dạ, tại vì nếu mà cho dễ hơn thì có thầy cô lại buồn con, và nói là con coi thường trình độ có thầy cô, là con biết con có thầy cô giỏi hơn, có khi giỏi hơn cả hệ chính quy nữa. Thì cho nhiều như vậy, nếu mà hạn chế những cái loại mà chính quy đã làm như thế, các thầy cô sẽ buồn con. Mà như thế con cũng rất là buồn, và cho nên con sẽ cho cùng cấu trúc đề của hệ chính quy luôn. Nhưng dự định là đừng rồi là con không có cho các thầy cô, không dặn các thầy cô về loại này để đi thi. Nhưng sau đó thì sau những cái buổi mà trăn trở và đấu tranh tư tưởng, con cứ nghĩ những cảnh mà thầy cô giận con, con không thể nào chịu đựng nổi, cho nên con quyết định là hôm nay sẽ bổ sung những cái phần nào y chang như phần chính quy sẽ làm. Chính quy cũng sẽ làm khoảng tuần thứ bảy á. Về phần từ thì vậy, thì ở phần từ, phân loại từ thì các thầy cô sẽ phân loại từ. Và phần thứ hai ở trong từ là phần thầy cô chỉ xác định cho con nghĩa biểu vật của một từ. Con ví dụ nghĩa biểu vật của một từ, từ trắng đi. Nghĩa biểu vật chứ không phải nghĩa biểu niệm ạ. Nếu nghĩa biểu niệm các thầy cô sẽ đưa ra rất nhiều nét nghĩa. Ở trong đây từng trường hợp cụ thể thì gọi là nghĩa biểu niệm. Còn ở đây con chỉ yêu cầu các thầy cô xác định nghĩa biểu vật, nghĩa là nghĩa chung chung của nó. Ví dụ nghĩa của cái từ màu trắng, trắng này là nghĩa nè, nói về màu sắc. Và một cái màu này nó là cái màu như cái gì thôi. Màu này như là màu vôi, như là bông. Màu như là vôi, dạ. Hoặc là như là bông. Đó là xong cái phần nghĩa biểu vật. Dạ. Nếu như trắng này con cho các thầy cô về nghĩa biểu niệm thì các thầy cô sẽ đưa từng nét nghĩa một, mà phần này các thầy cô sẽ thi cuối kỳ, thì giữa kỳ sẽ không thi ạ. Chỉ đưa cho con nét nghĩa chung chung, ví dụ như màu trắng, hoặc là màu đen, hoặc là màu đỏ, hoặc là chín, hoặc là nhà, hoặc là đi, hoặc là chạy. Dạ, sẽ có một số từ như vậy thôi ạ. Về nhà các thầy cô có thể làm giúp cho con. Dạ, từ đen, nghĩa biểu vật của nó là gì? Cũng là màu sắc, như màu này là như màu than, như là màu mực. Còn màu đỏ này là màu như gì ạ? Cũng là màu sắc nhưng mà màu như là máu ạ. Dạ. Còn màu này chính, đây là chỉ về cái gì ạ? Một cái trạng thái như thế nào ạ? Trạng thái rằng có thể ăn được. Từ nhà, vậy nói về cái gì ạ? Đây là một cái công trình xây dựng, có mái che, có tường, thường dùng để ở. Thì đó là nghĩa biểu vật của từ nhà. Và từ đi là một từ để chỉ hoạt động, di chuyển từ nơi này đến nơi khác bằng chân hoặc là bằng phương tiện khác, nhưng với tốc độ bình thường. Dạ. Còn từ chạy thì cũng giống như từ đi, là một từ chỉ hoạt động để chỉ di chuyển từ nơi này đến nơi khác, có thể bằng chân hoặc là bằng một phương tiện khác nhưng với tốc độ nhanh. Dạ, đó là những cái nghĩa biểu vật của một từ. Dạ. Dạ, đây là một cái phần còn thêm và các thầy cô ở trong cái phần nội dung dự kiến mà bây giờ đã phải thêm à, để cho phù hợp với trình độ của những thầy cô rất là giỏi. Dạ, thật sự là rất là giỏi, rất là siêng năng. Nhưng con nghĩ nếu cho khó hơn nữa các thầy cô cũng sẽ làm được hả? Dạ. Thật sự các thầy cô quá siêng năng, làm con cảm thấy rất là ngưỡng mộ luôn. Mà nếu mà không cho hết những cái gì mà các thầy cô sở trường các thầy cô, thì các thầy cô lại cảm thấy rằng mình không có đất để mà mình vững dọa, mình thể hiện khả năng hiểu biết của mình về tất cả các lĩnh vực. Cho nên các thầy cô sẽ phải làm thêm cho con thêm hai phần này ạ. Dạ. Dạ, 90 phút, dạ, cũng là rất là dư ạ. Dạ, đó là cái phần trong từ, cái thì cô sẽ phải làm ở trong đề thi giữa kỳ. Dạ, tiếp theo là sẽ là một phần nữa ở trong cái phần từ ạ. Phần này thì cái thì cô chỉ làm bài tập thôi. Phần bài tập này thì nó cũng, con cũng đã đưa cho các thầy cô hết rồi ạ. Dạ, phần bài tập thì trong cái phần bài tập 29 trang các thầy cô cũng có rất là nhiều câu. Nếu có trùng lắp những cái câu ở trong cái phần 29 trang thì các thầy cô có thể sửa luôn để mai mốt đỡ mất thời gian. Con cũng chỉ cắt ra từ những bài tập đó mà thôi. Dạ.
Rồi, đến phần bài tập này là lỗi thứ 3 ở trong cái phần từ của thầy cô là sửa lỗi dùng từ. Sửa lỗi dùng từ, thầy cô sẽ gặp những cái câu và thầy cô sẽ sửa những từ không phù hợp với trong cái hoàn cảnh của câu đó. Ví dụ, thực tế đã bác bỏ những luận điệu sai trái đó. Thì trong câu này có một từ không đúng. Dạ, luận điệu là không đúng ạ. Vậy, từ nào mới đúng ạ? Luận điểm, luận điểm. Các thầy cô khi thi chỉ cần ghi luận điệu và các thầy cô đưa cái mũi tên ra, không cần viết lại đề, là luận điểm. Còn nếu các thầy cô không biết được từ luận điểm thì các thầy cô có thể thay bằng từ khác được không ạ? Dạ được. Vậy các thầy cô có thể thay từ luận điệu bằng luận điểm hoặc từ nào nữa được ạ? Thực tế đã bác bỏ những luận điểm sai trái đó. Nếu được như vậy thì quá tốt. Còn nếu không được như vậy thì sao ạ? Những quan điểm hoặc là những cái từ nào khác nữa được không ạ? Những quan điểm nè, những luận điểm nè. Còn được từ nào nữa không ạ? Những điểm không được không ạ? Những điểm sai trái đó được không ạ? Dạ vẫn được. Cho nên các thầy cô khi thi hãy thoải mái. Hiển nhiên con nói các thầy cô đừng đi quá xa thôi. Chứ nếu như gần gần với con, khoảng cách nó không phải là lúc nào cũng cố định là như vậy, nhưng chút xíu ra, chút xa chút xíu cũng được, nhưng đừng đi quá xa. Dạ. Và những điểm hoặc là luận điểm hoặc là những cái quan điểm sai trái đó đều được. Nhưng mà luận điệu thì không được. Vì sao luận điệu lại không được ạ? Luận điệu nó liên quan đến cái phần nói, chứ không phải liên quan đến những cái nội dung thông tin chứ không phải là nội dung thông tin, mà là đang nói về cái cách nói thôi. Cái giọng điệu, cái luận điệu đó nghĩa là cách nói chứ không phải là nội dung của nó, thì không phù hợp với yếu tố này. Câu thứ hai ạ, nó là đứa trẻ chưa vị thành niên. Dạ, trùng rồi. Vậy sẽ chọn một trong hai. Câu thứ hai các thầy cô sẽ chọn một trong hai. Ví dụ như nó là đứa trẻ chưa thành niên hoặc là vị thành niên. Vậy ở trong đây có sự trùng lắp giữa hai yếu tố nên thầy cô chọn một trong hai yếu tố. Chọn từ nào cũng được. Dạ. Là thừa. Dạ, thừa từ, lập từ. Thứ ba, đó là phương án tối ưu nhất. Dạ đúng, cũng giống như trường hợp thứ hai ạ. Tối ưu nhất. Đã tối ưu rồi thì không cần nhất nữa. Và các thầy cô có thể sửa là đó là phương án tối ưu hoặc là phương án gì ạ? Tốt nhất. Dạ, dạ tốt nhất hoặc là tối ưu. Câu số 4, tỷ lệ thất nghiệp trong 6 tháng đầu năm ở nước ta sắp xỉ gần 30% dân số. Dạ, sắp xỉ thì không gần ạ, gần thì không sắp xỉ. Vậy các thầy cô sẽ chọn một trong hai yếu tố đó. Và câu thứ 5 cũng giống như vậy ạ. Đây là vũ khí tối tân. Chúng ta sẽ không dùng từ nhất ạ. Hoặc là đây là vũ khí hiện đại nhất hoặc là tối tân. Vậy sử dụng một trong hai yếu tố. Một, các thầy cô sẽ cho từ thuần Việt luôn là hiện đại nhất của nước ta. Còn nếu tối tân thì dùng Hán Việt luôn, bỏ từ nhất. Này nửa Hán Việt, nửa thuần Việt, gộp lại nó lại thừa. Cái số 6 ạ. Dọc theo con đường của thủ đô Hà Nội, những hàng xấu cao vút tỏ bóng mang mát. Mang mát này vẫn có nghĩa ạ. Mang mát này đang thể hiện một cái nỗi buồn mang mát, một nỗi buồn trong lòng . Nhưng ở đây không nói về nỗi buồn, chỉ đo nói về bóng mang mát. Thì cái T ạ, dạ sẽ là chữ T. Một là cái thầy cô sẽ sửa là tỏ bóng mát hoặc là tỏ bóng mang mát. Mang mát là một từ lấy để làm giảm nhẹ yếu tố mát xuống, là tỏ bóng mát hoặc là tỏ bóng mang mát. Vậy cái mức độ mát này, nếu các thầy cô dùng từ mang mát thì nó sẽ hạ giảm cái mức độ của từ mát xuống. Còn nếu thầy cô dùng từ mát không thì cũng được, nhưng mà câu nó sẽ không uyển chuyển và nó hơi cụt khi mà kết thúc. Hàng xấu cao vút tỏ bóng mát cũng được, hoặc tỏ bóng mang mát cũng được. Câu số 7 ạ. Suốt 10 năm ấy bà sống ngắt ngoải trong nỗi thương nhớ và chờ đợi. Ngắt ngoải, ngắt ngoải chắc chắn không phù hợp trong trường hợp này. Vậy từ nào mới đúng ạ? Khắc khoải ạ, khắc khoải. Đó là từ khắc khoải ạ. Câu số 8. Phương châm biện pháp quân sự áp dụng trong suốt cuộc chiến tranh gọi là chiến thuật.
Dạ, là chiến lược. Và trong cấu trúc này thì các thầy cô thấy trong bài tập con gửi 29 trang, nó có rất nhiều cái dạng này. Và khi thi cuối kỳ các thầy cô sẽ gặp A, B, C, D. Như các thầy cô sẽ thấy con sẽ cho 4 cái lựa chọn và các thầy cô sẽ lựa chọn. Mà còn trong phần này chỉ là liên quan đến từ thì con sẽ cho các thầy cô từ này là không đúng thôi. Chiến thuật thì không đúng với là chiến lược. Hoặc là khi con cho nói phương châm biện pháp quân sự áp dụng trong từng cuộc chiến thì đó mới là chiến thuật ạ. Vậy có hai cách để các thầy cô sửa. Một, các thầy cô sẽ sửa cho con chiến thuật thành chiến lược. Hai, các thầy cô sẽ sửa lại cái cách định nghĩa. Nếu giữ chiến thuật thì đó là phương châm biện pháp quân sự áp dụng trong từng cuộc chiến tranh thì gọi là chiến thuật. Dạ. Có hai cách, vậy cách nào dễ hơn ạ? Dạ, cách đầu thôi, chiến thuật lên thuộc chiến lược là được rồi, không cần phải sửa nguyên cả một cái câu. Nó cũng giống như vậy. Con nói thêm một số câu nó tương tự như thế. Ví dụ như là người làm cùng một nghề thì gọi là đồng nghiệp. Thì các thầy cô thấy có đúng hay sai? Dạ không đúng ạ. Người làm cùng một nghề không phải là đồng nghiệp ạ. Dạ giữa cơ quan, con hỏi xin lỗi ạ. Người làm cùng một cơ quan gọi là đồng nghiệp ạ. Dạ là không đúng ạ. Là người làm cùng một cơ quan thì gọi là đồng gì ạ? Đồng sự. Người làm cùng một nghề thì là đồng nghiệp. Dạ, như vậy con xin lỗi, con nhầm. Dạ. Hoặc là có những cái câu tương tự như vậy. Ví dụ như là cảnh đẹp thì người ta gọi là danh lam hay là thắng cảnh. Trong đó người ta sẽ tráo vị trí lại. Hoặc là những ngôi chùa đẹp thì gọi là danh lam hay là thắng cảnh. Trong đó con sẽ tráo lại vị trí. Ví dụ như cảnh đẹp thì gọi là danh lam, hoặc là ngôi chùa đẹp thì gọi là thắng cảnh. Như thế cái này cô phải tráo lại vị trí, sửa lại vị trí của nó. Hoặc là đồng hao, đồng văn. Dạ, đồng hao, đồng văn. Rồi đồng hao là cùng cái gì ạ? Là cùng làm rễ trong một gia đình ạ. Dạ. Còn đồng văn là gì ạ? Cùng cái gì ạ? Cùng chữ viết ạ. Dạ, cùng chữ viết ạ. Còn cùng học chung trường là đồng gì ạ? Dạ, đồng môn ạ. Dạ. Sẽ có rất là nhiều từ và con sẽ xáo trộn các cái đồng lại với nhau thì các thầy cô sẽ phải dạ tìm ra. Nhưng không, dạ thầy cô sẽ tìm ra những cái đồng nào nó tương xứng với nhau. Dạ. Từ con số 9 ạ. Từ trong kiến thức của mình tôi bắt đầu nhận thấy bước khởi đầu như vậy là đúng hướng. Dạ, từ trong nhận thức của mình ạ. Từ trong nhận thức của mình. Dạ. Chứ từ trong kiến thức thì không thể là từ trong kiến thức được. Dạ, nếu như cái thầy cô sử dụng từ kiến thức, cái thầy cô phải sửa ở chỗ khác ạ. Bỏ từ gì ạ? Dạ, bỏ từ gì thì có thể dùng từ nhận, từ kiến thức được ạ. Dạ, bỏ từ trong ạ. Từ kiến thức của mình thì được, nhưng mà đã trong thì không thể trong kiến thức. Dạ, từ kiến thức của mình thì tôi bắt đầu nhận thấy bước khởi đầu như vậy là đúng. Hoặc là từ trong nhận thức của mình, bởi vì cái trong nó đang ở phía cái chiều sâu của nó chứ không phải là những cái gì bề nổi. Vậy có hai cách để các thầy cô sửa chữa, cho nên các thầy cô cứ thoải mái sửa theo ý của mình. Dạ, các thầy cô cứ yên tâm mà con sẽ chấm, và nếu cảm thấy hợp lý thì con vẫn đồng ý. Không có cái gì gọi là quá cứng nhắc ở trong cái việc là đáp án, bởi vì tiếng Việt mà không có gì là tuyệt đối cả. Nhưng nếu mà quá xa với cái chủ đề, với cái nội dung cả câu thì là không được ạ. Dạ, câu số 10 ạ. Việc ký duyệt sai nguyên tắc của giám đốc công ty đã gây thất thu đến hàng tỷ đồng. Dạ, thất thoát ạ. Dạ, thất thoát ạ. Khi đọc con cũng là quên luôn. Mình sửa rồi mà cuối cùng mình vẫn, trong đầu mình vẫn là thất thoát chứ không là thất thu ạ. Dạ, câu số 11 ạ. Chúng ta phải chủ động đề xướng những phương hướng và biện pháp giải quyết. Đề xướng có hợp lý không ạ? Dạ không hợp lý. Phải là đề xuất. Dạ đề xuất ạ. Dạ nó gần với cái tiếng gốc. Câu số 12 ạ. Xã tôi có 30 hộ thuộc loại xóa đói giảm nghèo. Thuộc gì ạ? Dạ thuộc diện ạ. Câu số 13, trong vụ này anh ta đã định bụng gây thương tích cho người khác. Dạ cố ý ạ. Câu số 14 ạ.
ký ức ạ, chứ không có trí ức ạ. Ký ức dạ. Câu số 15 ạ. Từ nào không hợp lý ạ? Dạ, nhớt nhát. Trong anh ta phờ phạt hay trong anh ta xanh xao gì đó, chứ không phải nhớt nhát. Nhớt nhát đang nói về cái việc là không sạch sẽ ha. Còn cái này chỉ là mất ngủ thôi mà đâu có gì liên quan đến cái việc mà nó lại dơ. Dạ, cái này chỉ là phờ phạt hay là xanh xao thôi. Dạ, rồi đó là cái phần con ví dụ. Rồi, phần tiếp theo các thầy cô làm giúp cho con ạ. Từ câu 16 đến câu 21 các thầy cô sẽ làm. Câu 15. Dạ, 15 ạ. Bà cụ hé mở đôi môi như muốn nói điều gì? Bà cụ mấp máy đôi môi như muốn nói điều gì? Mấp máy đôi môi đúng không ạ? Dạ. Câu số 16, tôi qua lại con sông này thường trực nên tôi biết rõ các luồng lạch của nó. Sửa bằng tôi qua lại con sông này hằng ngày. Dạ cũng được, nhưng mà nó cũng hơi xa với cái gốc ạ. Dạ đúng rồi, nếu mà được thường xuyên thì tốt quá ạ. Dạ. Dạ thường xuyên nên tôi biết rõ các luồng lạch của nó. Câu số 17, dạ, giải tán bằng giải tỏa, đúng rồi ạ. Giải tỏa hàng chục điểm xây dựng trái phép trên đê và ven đê. Giải thể thì nó liên quan đến một tổ chức ạ. Giải thể sử dụng trong việc là liên quan một tổ chức, còn đây không phải là một tổ chức mà chỉ là những cái điểm xây dựng trái phép thôi, thì giải tỏa mà là đúng, không thể giải thể được. Nạn phá rừng đã gây ra bao tai nạn môi trường. Dạ, cô sửa lại thành nạn cũng được, nhưng nếu mà sử dụng giữ lại gốc và thay một chút thì nó sẽ hay hơn ạ. Bao tai gì ạ? Tai họa. Dạ, nếu như vậy thì nó sẽ hay hơn ạ. Bởi vì khi các thầy cô sửa lại thành một từ thì nó cũng được, nhưng mà khi đọc nó cụt lũn à. Nhìn nghe đọc cái câu nó không có suông. Ví dụ hồi nãy cái từ bóng mang mát cũng vậy, tỏ bóng mát cũng được, nhưng mà tự nhiên nó dừng lại đột ngột như vậy thì người ta cảm giác như cái câu nó bị cụt. Còn nếu được thêm như vậy thì nó sẽ cảm thấy cái nhịp điệu của cái câu nó dàn trải hơn, nhẹ nhàng hơn. Rồi bọn buôn bán nước. Dạ, bỏ từ buôn đúng rồi ạ. Buôn bán nước nó thành buôn bán nước khác rồi, chứ không phải là mà cái nghĩa của cái ý của tác giả nói. Hoặc là các thầy cô sẽ sửa lại như thế nào ạ? Bọn gì ạ? Nếu giữ luôn từ buôn thì buôn gì ạ? Dạ buôn dân bán nước. Hoặc là bọn luôn cái từ buôn cũng được, bọn bán nước. Dạ, chứ còn buôn bán nước thì nó thành cái khác rồi ạ. Là câu số 20, nó có thái độ bàng quan. Dạ, đúng là từ bàng quan này không đúng ạ. Dạ thật ra nó là vậy thôi ạ. Dạ cái từ bàng quan này thật ra nó đang sai ở chỗ là nó đang nói về một đối tượng, là bàng quan là một cái sự vật khác ạ. Còn có nó có thái độ bàng quan không có rê ạ. Nếu mà bàng quan này thành ra một bộ phận khác ạ, nó vẫn có nghĩa chứ không phải là không có nghĩa, nhưng nó sẽ đưa ra một bộ phận khác trên cơ thể con người. Còn thái độ bàng quan này mới là đúng ạ. Còn nếu như các thầy cô ghi thái độ dửng dưng cũng được. Dạ không sao cả, nó vẫn đúng nghĩa. Làm xong công việc nó cất lên một nụ cười sung sướng. Bỏ từ cất thì nó ra sao ạ? Nó nở một nụ cười sung sướng ạ. Nó cất lên thì nó không hợp ạ. Nó cất lên không thể cất lên một nụ. Nếu nó cất lên là cất lên một tiếng cười. Dạ thì nó là vậy. Nếu như thầy cô giữ nụ cười thì phải thay từ cất. Cất lên mà chỉ nở nụ cười thôi. Còn nếu các thầy cô phải giữ là cất lên, giữ từ cất lên thì phải thay từ nụ thành tiếng cười. Dạ. Có nhiều cách để các thầy cô linh hoạt để sửa chữa, không nhất thiết phải theo một cái kiểu nào cả. Dạ. Miễn sao nó hợp lý và phù hợp với nội dung mà người viết muốn chuyển tải. Dạ. Đi từ câu số 22 ạ. Khoảnh khắc là đúng ạ. Khoảnh khắc chứ không phải là khoảng khắc ạ. Câu số 23, giọng đầy cảm khái hay là cảm xúc. Dạ cũng được ạ. Câu số 24, tiếng Việt có thể nói là thứ tiếng linh động và phong phú, thì sửa lại rằng linh hoạt và phong phú thì cũng chưa đúng, bởi linh hoạt và linh động nó giống như nhau. Dạ, sinh động. Dạ, sinh động thì được ạ. Dạ, sinh động và phong phú ạ. Linh hoạt là một cái gì đó nó
không nói về một cho một ngôn ngữ á. Dạ, sinh động thôi ạ, sinh động. Câu 25, mùi hương vẫn còn lẫn quất đâu đây. Dạ, phạn phất hoặc là lẫn quẩn cũng được ạ, chứ không có lẫn quất ạ. Dạ. Câu 26, dạ, sẽ xem lại. Dạ, phải xác định lại có đúng hay sai ạ, chứ chưa nói được ạ. 26 ạ, sắp xỉ gần thì bỏ rồi ạ. 27 câu này câu thành ngữ ạ. Con gì ạ? Con gì chết mà còn quay đầu về núi ạ? Dạ, con cáo ạ. Đây là thành ngữ ạ, con cáo. Dạ, con cáo chết còn quay đầu về núi, đây là một thành ngữ luôn ạ. Thành ngữ ạ. Dạ, nó cũng cờ cờ dạ, nhưng mà không phải là cốc mà là cáo ạ. Dạ. Dạ. Dạ, có nhiều thầy cô đi thi không sửa câu này, xong mai mốt đi thi là con cọp. Dạ, cũng cờ luôn mà không phải là con cọp ạ. Dạ, mà là con cáo ạ. Câu 28 ạ. Vị đại sứ toàn quyền của Bỉ đã tiếp kiến thủ tướng, vậy ở đây quan trọng là ở chỗ vị thế của hai người này như thế nào ạ? Dạ, vậy thì giữa thủ tướng với một vị đại sứ thì ai lớn hơn ạ? Dạ, nếu như thế thì tiếp kiến này là không đúng ạ. Dạ, diện kiến hoặc là yết kiến thôi ạ. Dạ, diện kiến. Dạ, hoặc là yết kiến cũng được, mà dùng từ yết kiến nó hơi xa xôi ha. Dạ, diện kiến. Dạ, đây là một người ở vị trí thấp hơn thì không thể là tiếp kiến ạ. Dạ, câu 29 đến câu 34 ạ. Câu 29, lực lượng công an áp giải xe chở tiền về đến tận ngân hàng. Câu 30, chiến dịch mùa hè xanh đã trở thành một trào lưu được rất nhiều học sinh, sinh viên hưởng ứng tích cực. Rồi câu 31, trước tình hình khốn khổ của đứa bé ai cũng thấy trong lòng bất nhất. Dạ, vậy 1, 2, 3, 3 câu trước ạ. Dạ, các thầy cô nào lên bảng thì gì chút xíu cuối giờ báo tên lại cho con ạ. Dạ, câu 29 ạ. Áp giải. Dạ, khi đi thi thì cô nhớ ghi cái từ sai cho con, xong rồi thầy cô đưa mũi tên ạ. Áp giải ở đây không đúng là áp tải. Dạ đúng rồi ạ. Câu 30, chiến dịch mùa hè xanh đã trở thành một trào lưu. Trào lưu không đúng, có thể cô phải ghi trào lưu và đưa mũi tên ra là phong trào ạ. Còn 31, bất nhất không đúng là phải là bất nhẫn, là đúng ạ, nhưng có thể cô phải ghi cho con cái từ sai ạ. Câu 32 là một bức tranh sống động. Dạ chính xác rồi ạ. Câu 33 thì chưa đúng ạ. Câu 33 từ nào sai ạ? Dạ chỉ số phải là gì mới đúng ạ? Dạ chỉ tiêu ạ. Dạ chỉ tiêu. Chỉ tiêu tuyển sinh đại học năm nay tăng hơn năm ngoái. Dạ ở câu này là câu sai rồi ạ. À, câu 34, anh ta lăn lóc dưới đất định nằm ăn vạ. Thì ở đây từ lăn lộn mới đúng ạ. Lăn lóc thì không thể nói một hoạt động ạ. Họ lăn lộn dưới đất định nằm ăn vạ. Dạ, cái phần định nằm ăn vạ này là chuyện là phần không sai ạ. Dạ, định nằm ăn vạ nghĩa là dự định, anh ta dự định nằm ăn vạ để lăn lộn dưới đất định nằm ăn vạ. Dạ, để xem cái thái độ của người mà tiếp nhận cái việc lăn lộn này như thế nào thì mới ăn vạ được hay không, cho nên chỉ mới có dự định nằm ăn vạ thôi. Nếu người ta quan tâm thì ăn vạ, còn nếu người ta không ăn quan tâm thì đâu có ăn vạ được ạ. Cho nên chỉ là định nằm ăn vạ thôi ạ. 33 là từ địa đạo Củ Chi. À, cái câu nào ạ? 32 chứ. Bức tranh sinh động cũng được ạ. Dạ, bức tranh sinh động hay là sống động đều được, nhưng không dùng lung linh được ạ. À, đó không phải là một nơi để mà chúng ta chiêm ngưỡng về vẻ đẹp, mà chỉ nơi liên quan đến vấn đề di tích. Cho nên là bức tranh sinh động hoặc là bức tranh sống động. Sống động là gì? Là cái gì đó mà thực tế chúng ta có thể thấy được về một cái việc gì đó rất là rõ ràng. Câu 35, 36, 7, 38, 39, 40 và 41 ạ. Câu số 35, thầy cô nếu thấy không rõ thì con đọc ạ. Những lời nói chân tình từ đáy lòng khiến mọi người cảm xúc. Rồi câu 36 ạ, tôi đang ì ạch sửa lại chuyện ngắn thì có tiếng xe máy vào. 37 là những điều hiểu biết do học tập hoặc do từng trải mà tích lũy được gọi là nhận thức. Dạ đây là cái kiểu mà con nói hồi nãy ạ, đưa ra một khái niệm và người ta xác định cái khái niệm này. Cái từ phía sau thường sẽ là không đúng ạ. 38, 39, 40 vậy có 2, 4, 6, 7 câu ạ. Dạ con sửa câu 35 ạ. À, cảm xúc thành cảm động. Dạ hoàn toàn chính xác. Câu 36, y ạch thành cặm cụi cũng hoàn toàn chính xác luôn ạ.
Có 37 nhận thức là kiến thức, dạ hoàn toàn chính xác. Yếu điểm thành trọng điểm là hoàn toàn chính xác. Khu vực đặc biệt quan trọng là trọng điểm. Yếu điểm là cũng là một điểm trọng yếu, một điểm quan trọng nhưng không đặc biệt như là trọng điểm. Yếu điểm với trọng điểm khác nhau ở chỗ đặc biệt. Đặc biệt. Câu 39 ạ. Không đúng ạ. Những lúc này bà chỉ lẳng lặng cúi đầu. Dạ, cúi đầu chứ không gật đầu ạ. Và nhìn đi đâu. Dạ. Câu 40 ạ. Bỏ từ thủng thỉnh, nghe bệnh bắt mạch xong ông kê đơn bốc thuốc thì là nó cũng đúng nhưng nó lại bỏ mất một yếu tố. Dạ, từ tốn ạ. Hoặc là dạ, từ thủng thỉnh là một cái từ cũng đúng trong trường hợp này nhưng mà nó hơi bình dân quá. Dạ, từ tốn hay là chậm rãi. Dạ, chậm rãi kê đơn bút thuốc. Câu 41, phố chợ bây giờ đông vui tấp nập khác hẳn với thời chiến tranh, chỉ lơ thơ vài chỗ bán tạp hóa. Là lưa thưa. Dạ, lưa thưa không phải là lơ thơ. Lơ thơ dưới núi tiều vài chú thì được, mà lơ thơ ở đây nó không đúng, lưa thưa thôi ạ. Lưa thưa. Vậy thì các thầy phải cố gắng lên. Tại nhiều khi các thầy không muốn bày tỏ mình, dạ, muốn nhường lại ha, cho các cô, dạ, để các cô nổi bật. Các thầy đang giấu mình. Dạ. Đến phút 99 các thầy mới tung những cái thiệt chiêu ra. Với lại nhiều khi các thầy nói mình làm đúng hết thì mốt cô cho khó hơn như thế nữa. Dạ, cho nên mình phải đánh quá mù để mốt cô thấy ở như vậy thì phải hạ thấp nó xuống. Dạ, con hiểu mà, con hiểu mà. Dạ. Dạ, phần tiếp theo là giải thích cái yếu tố. Yếu tố giải thích này là giải thích theo kiểu biểu niệm. Thì phần bài tập này các thầy cô chưa làm ở trong cái phần đề thi giữa kỳ, nhưng đề thi cuối kỳ là có. Dạ, nên đến phần này các thầy cô sửa luôn để mai mốt có cái phần cuối kỳ để con qua phần này luôn. Dạ, xong cái phần từ để con qua luôn phần câu. Cho nên các thầy cô sửa luôn cho con cái bài tập tiếp theo ạ. Giải nghĩa yếu tố chính ở trong từng trường hợp cụ thể. Ví dụ cơm đã chín thì chín này là gì? Nếu các thầy cô muốn biết, các thầy cô dỡ từ điển ra. Từ điển ra thì sẽ có đầy đủ hết những từ nhiều nghĩa. Thì những cái yếu tố từ nhiều nghĩa thì là những yếu tố mà các thầy cô sẽ gặp rất là nhiều ở trong cấu trúc đề thi. Từ nào có 4-5 nghĩa thì chắc chắn ở trong đó là những cái từ mà con sẽ cho các thầy cô gặp trong cấu trúc đề thi. Để cô chịu khó dỡ hết từ điển ra khoảng 1.000+ trang đó. Thì cô chỉ lướt qua một vòng từ nào nhiều nghĩa thì cô highlight nó. Dạ. Thì khoảng vài trăm từ, không nhiều quá đâu ạ. Dạ. So với 1.000+ trang thì vài 1-200 từ thì cũng chẳng là bao ạ. Và ở đây gọi là yếu tố chính ạ. Chính trong cơm đã chín, suy nghĩ chính, thời cơ đã chín và tuổi đời đã chín. Dạ, các thầy cô giải nghĩa từng yếu tố một. Dạ. Cho con 2 yếu tố ạ. Dạ, mỗi thầy cô làm giúp cho con, mỗi thầy cô làm cho con 2 yếu tố thôi. Rồi sửa luôn bài tập này, có thầy cô nghĩ với Lao ạ. Cơm đã chín, nghĩa chín ở đây trường hợp là đã ăn được. Dạ, đã ăn được. Dạ. Nghĩa thứ hai là suy nghĩ chính là suy nghĩ đúng đắn, là suy nghĩ cặn kẽ tường tận. Suy nghĩ tường tận, đã cặn kẽ, đã đúng đắn. Thời cơ đã chính nghĩa là thời cơ đã đến lúc thuận lợi để hoạt động hay để thực hiện một hoạt động gì đó. Dạ, để thực hiện hoạt động gì đó. Dạ. Hay là để thực hiện một kế hoạch, một hoạt động nào đó. Tuổi đời đã chín. Dạ, tuổi đời nghĩa là đã trưởng thành. Dạ, đã trưởng thành. Dạ, chỉ như vậy thôi là đủ rồi. Dạ. Không cần các thầy cô viết quá nhiều ở trong cái vấn đề giải nghĩa yếu tố. Ví dụ như khi các thầy cô gặp những yếu tố khác nữa, từ trắng hoặc là một cái từ đỏ, từ đen gì đó, rồi các thầy cô cũng giải thích đúng như vậy, vài từ thôi là đủ rồi ạ. Rồi các thầy cô nghĩ với Lao ạ.